Đặt lăng mộ đá, thời điểm nào là tốt nhất? Chào các bạn, làng đá Mỹ Nghệ bên mình ấy thì có đặc thù là thời vụ. Đầu năm thì làm từ Tết ra đến Thanh Minh, công việc cũng bình thường chưa có nhiều. Cuối năm thì làm bắt đầu nhộn nhịp từ tháng 9 âm lịch đến tháng 11 âm lịch. Đoạn giữa năm từ tiết Thanh Minh đổ ra đến tháng 7 âm lịch thì lại rất ít việc. Thế nên khi các bạn có nhu cầu về lăng mộ đá hay là nhà thờ đá thì đặt giai đoạn này thì rất là hợp lý. Bởi vì lúc này cả nhân công và nguyên liệu đầu vào ấy, giá cả sẽ hạ nhiệt khi so với vào mùa chính vụ. Thêm một cái nữa là thời điểm này ấy, thì còn ít việc nên các bác thợ sẽ có thời gian chỉnh chu trong cái công việc chế tác sản phẩm. Qua đó giúp cho sản phẩm có cái chất lượng tốt và hoàn hảo hơn. Tâm lý nhiều bác khách hàng thì cứ gần đến lúc lắp đặt thì mới đi đặt. Ví dụ tháng 11 lắp thì tháng 10 mới đi đặt thì lúc đó sẽ rất là vội vàng và cập dập, dẫn đến là công việc sẽ không được như ý. Thậm chí là nếu đặt cái đơn vị không uy tín ấy, thì có thể sẽ bị lỡ ngày đẹp đã định vì tiến độ không được đảm bảo. Đây là một cái câu chuyện nho nhỏ mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, giúp các bác khi đi mua lăng mộ đá sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt theo dõi các bạn nhé.